Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin bóng đá Việt ngày 10 tháng 9. Nơi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Tại vòng chung kết Futsal World Cup 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân hứa hẹn đầy khó khăn và thử thách khi chúng ta sẽ phải đối đầu với đội bóng đã từng 5 lần vô địch thế giới, đó là Brazil. Chắc chắn chúng ta sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần để nuôi hy vọng có được một kết quả tốt. Cũng vì vậy mà huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã ngay lập tức nâng khối lượng bài tập trong khâu chuẩn bị cho trận đấu này. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có gần 2 tiếng rèn quân tại nhà thi đấu ở Litva. Tại đây, huấn luyện viên Phạm Minh Giang nâng khối lượng bài tập cho các cầu thủ để tính toán điểm rơi phong độ cho trận đấu với đội tuyển Futsal Brazil. Đồng thời, ông cũng hướng dẫn học trò thực hiện bài tập phòng ngự phản công. Tuyển Futsal Việt Nam cần luôn chuyển bóng thật nhanh lên phía trên cho các pivot dứt điểm. Đụng độ đối thủ từng 5 lần vô địch thế giới ngay trong trận ra quân, huấn luyện viên Phạm Minh Giang phải tính toán rất kỹ về chiến thuật để có thể có được kết quả tốt nhất. Đội tuyển Futsal Brazil vừa có màn tổng duyệt trước khi bước vào giải, bị đội tuyển Futsal Serbia cầm hòa 1-1. Băng hình trận đấu này đã được huấn luyện viên Phạm Minh Giang nghiên cứu kỹ để cập nhật mới nhất về nhân sự, cách chơi của đối thủ. Ngoài ra, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng được phổ biến những quy định của điều lệ cũng như nguyên tắc về việc sử dụng VS, công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video, tương tự như VAR trong bóng đá 11 người. Và đây cũng là lần đầu tiên VS được áp dụng tại đấu trường Futsal thế giới. Tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Litva 2021, Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp Brazil vào ngày 13 tháng 9, tức là 0 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Qua trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, một vấn đề chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tại đội tuyển Việt Nam đó chính là nhân sự. Đã có quá nhiều cái tên gặp chấn thương và không thể thi đấu với thể trạng tốt nhất. Và để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch này, đặc biệt là trong hai trận đấu gặp Trung Quốc và Oman vào tháng 10 tới trên sân khách, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bổ sung 5 cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam vào danh sách triệu tập. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định gọi bổ sung thêm 5 cầu thủ U22 cho đội tuyển quốc gia trong đợt hội quân sắp tới vào ngày 16 tháng 9. 5 cầu thủ U22 được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần này gồm tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng của câu lạc bộ Viettel, Lê Xuân Tú của câu lạc bộ Hà Nội, Trần Văn Đạt của Công an Nhân dân và các hậu vệ Liễu Quang Vinh của SSB Đà Nẵng, Đặng Văn Tới của Hà Nội. Trước đó, thầy Park đã bổ sung Văn Kiên, Đình Kha, Trọng Đại và Xuân Nam từ đội U22 lên tuyển để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Úc. Trong khi đó, tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Công Phượng vẫn sẽ tiếp tục tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Toàn đội sẽ trở lại hội quân tại khách sạn Grand Plaza vào thứ năm tuần sau trước khi lên đường sang UAE để đối đầu với đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á vào ngày 7 tháng 10 tới. Nếu để chọn ra một cầu thủ chơi hay nhất và năng nổ nhất của đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu vừa qua, thì có lẽ Hoàng Đức sẽ là một trong những sự lựa chọn đầu tiên. Tiền vệ sinh năm 1998 đã thi đấu nổi bật, tự tin cầm bóng và qua người, hỗ trợ phòng ngự, giảm tải rất nhiều áp lực cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam trước các đối thủ mạnh. Và cũng chính vì màn trình diễn này mà mới đây thì đại gia của Thái Lịch đã xuất sáng hơn trong việc theo đuổi tiền vệ này. Câu lạc bộ BG Batum United chưa từng bỏ hy vọng có được sự phục vụ của cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức. Đầu tháng 7, đại diện của nhà đương kim vô địch Thái Lan đã bắt đầu tìm hiểu nhưng chưa đặt vấn đề chính thức. Tiền vệ 23 tuổi từng cùng đội bóng của mình thi đấu với BG Batum trên sân nhà hồi đầu tháng 7 ở AFC Champions League. Câu lạc bộ Viettel thất bại trong hai lượt trận với tổng tỷ số là 5-1. Thế nhưng Hoàng Đức đã gây ấn tượng với màn trình diễn của mình. Đội bóng Thái Lan sẵn sàng bổ sung Hoàng Đức ở giai đoạn 2 của mùa giải Thái League 2021-2022. BG Batum có thể sớm gửi đề nghị chính thức nếu cầu thủ họ quan tâm bày tỏ ý định thử sức. Hoàng Đức vừa cùng với tuyển Việt Nam thi đấu hai trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Anh đã chơi trọn vẹn 180 phút và luôn là cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn có mặt trong đội hình. Cách đây ít ngày, VFF đã gửi đến các đội bóng V-League thời hạn cuối cùng để hoàn thiện các tiêu chí cấp phép vào ngày 30 tháng 9. Theo quy định này, những câu lạc bộ đang vướng mắc về tài chính như Hải Phòng và gần nhất là Nam Định có khả năng sẽ không được dự V-League nếu không nộp đúng thời hạn. Ngày 6 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi công văn đến các câu lạc bộ V-League về thời hạn cuối cùng để hoàn thiện các tiêu chí cấp phép vào ngày 30 tháng 9. Những tiêu chí do VFF đề ra đã được AFC chấp thuận. Theo đó, các câu lạc bộ sẽ phải nộp tài liệu gồm 5 tiêu chí về thể thao, cơ sở vật chất, nhân lực, hành chính, pháp lý và tài chính với thời hạn hoàn thiện là ngày 30 tháng 9. Theo tờ Bóng đá Plus, công văn này khiến nhiều câu lạc bộ tại V-League âu lo, trong đó phải kể đến câu lạc bộ Hải Phòng bởi đội bóng đất cảng vẫn còn khoản nợ gần 18 tỷ với chi cục thuế thành phố Hải Phòng. VFF đã đề nghị câu lạc bộ này phải nộp chứng từ thể hiện việc đã thanh toán khoản nợ trên hoặc văn bản của chi cục thuế thành phố đồng ý gia hạn thanh toán lên hệ thống cấp phép trực tuyến đến ngày 10 tháng 9.
Và nếu câu lạc bộ Hải Phòng không đáp ứng được tiêu chí trên, nhiều khả năng họ sẽ không được cấp phép tham dự V-League mùa giải tới. Trước đó, câu lạc bộ Hải Phòng đã được áp dụng chính sách ngoại lệ vì 3 năm liên tiếp không đáp ứng được các tiêu chí tài chính về khoản nợ thuế. Lúc này, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang rất đau đầu trong việc tìm ra người thay thế huấn luyện viên Akira Nishino. Nhiều cổ động viên xứ sở Chùa Vàng mơ ngày Kiatisak sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia để tái hiện thành công như những năm trước đây. Thế nhưng tương lai của chiếc ghế nóng này trở nên khó lường hơn với sự xuất hiện của nhà cầm quân danh tiếng người Hàn Quốc Kim Hang-bum. Và đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin 24 cộng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan hiện đang rất đau đầu trong việc tìm người thay thế huấn luyện viên Akira Nishino. Nhiều cổ động viên xứ sở Chùa Vàng mong muốn Kiatisak trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia để có thể tái hiện thành công như những năm 2013 đến năm 2017. Kiatisak đang còn hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tới cuối năm 2022 và đó sẽ là rào cản với Liên đoàn bóng đá Thái Lan trong việc đưa ra lời mời. Mặt khác, trưởng đoàn bóng đá Nam Thái Lan, bà Nuan Phan Lam San đã có động thái khi mời huấn luyện viên Srimaka về dẫn dắt U23 Thái Lan trước vòng loại U23 châu Á 2022. Kiatisak là sự lựa chọn hàng đầu trong số 30 cái tên huấn luyện viên nội, nhưng mới đây, huấn luyện viên Kim Hang-bum đã dành sự quan tâm tới bóng đá Thái Lan. Cổ động viên của họ rất bất ngờ với hành động này và về phía Manapang cũng sẽ phải cân nhắc. Huấn luyện viên Kim Hang-bum đã rất thành công với bóng đá Hàn Quốc. Ông đưa Olympic Hàn Quốc vô địch ASEAN 18 và vòng chung kết U23 châu Á 2020 và đến tứ kết Olympic Tokyo 2020. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.